tại vì khuya nay vừa xong là vừa đi về rồi, 4 giờ là sẽ có xe chầu, sẽ có hát, sẽ lươn, có cả mọi thứ đem mọi người. Giống như ngày xưa là ở miền Tây nó sẽ có những cái cải lương á, thì ở sau lưng sân khấu chúng tôi với chú cũng vậy. Hậu đài anh. Chỗ này là để cho ngồi xem á. Đây là sân khấu. Đây sân khấu. Để bắt đầu á, bắt đầu á. Thì theo lịch trình là 4 giờ chiều là sẽ có cái một giờ đêm là sẽ có bắt đầu là hát rồi. Thì bây giờ là ở ngoài kia đang chuẩn bị làm múa lân. Hồi sáng cũng đã có múa lân rồi. Bây giờ đó, mọi người nghe tiếng lân chưa? Bây giờ mình vào đó mình sẽ lại. Bây giờ mình chỉnh trang này trước rồi sau đó mình lại, xong mình gọi tiền công đức xong rồi đó mình mà đi về hát. Thì tí xíu nữa thì mọi người hãy đăng ký kênh Như Giải Trí Việt nha, để chúng ta biết được cái lễ cúng đình, lễ cúng đình của ông Thiên Tây như thế nào. Mình hãy đăng ký quyền nha. Bán nói chung phải miễn phí. Kênh Giải Trí Việt nha, tại vì khuya nay 5 giờ mới về rồi. Thì bây giờ là sẽ, nhưng mà 1 giờ sẽ quay lại đây. Ở đây người ta hay cuốn xôi lắm, mà xôi đây là rất ngon nha. Xôi ở đây là ngon lắm. Hồi xưa là có cái chuyện đó là mà giống như là chị á. Nghe không? Là hồi xưa là có cái chuyện kia là cúng mà cúng xôi. Cúng xôi rồi đầu cho một miếng để ăn cái lòng của ông á, là có ăn nó còn ngon còn giòn. Và đặc biệt là rất là linh nha quý vị nha, linh lắm. Đây là một cái tinh, đến đây là cái tấm lòng. Anh khoảng mấy giờ mới bắt cướp vậy? Mấy giờ bên anh mới bắt cướp?
người.